năn nỉ em đi. Nhiều khi em làm biến á, đi thì khỏe lắm mà có nhiều hôm làm biến không đi. Anh hãy năn nỉ em đi đi. Nãy đi rồi nó sẽ feel good. Dạ. Lúc chưa đi thì không muốn đi. Anh thấy vậy, đi đi bộ xong về nó khỏe. Nó mệt nhưng mà nó feel good. Đang quay phim hả? Quay cái mình mặt ra là đâu có em trong này đâu. Dạ. Em nói thì vô chứ nhưng mà em không có make up, em không muốn vô. Không có son phấn gì hết, không thích vô. Cái gì thơm thơm khét khét ha. Mùi nướng, bánh nướng. Tại sao thế vậy? Em thích lên lại cho nó sập cái giày. Cỏ nó làm cho cái giày nó sập. Chui hả? Chui cỏ hả? Nó yếu, nó đi có một chút cái nó bỏ cuộc.